mà nếu mà nhỏ quá mình hái mình có sợ nó lẫn vào cái quả chưa đạt chưa già lắm không? Trái trái nó nhỏ, trái già mới hái. Dạ, chứ không phải trái nhỏ mà lại không già. Dạ. Già trái nào cũng già hết. Ví dụ như có những cái loại mà nó chín khi mà thì bây giờ cô Hoa sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để lựa xoài như thế nào. Thì thường đó, sau khi mà xoài đã hái xong rồi thì sẽ bắt đầu phân loại ra, loại nào đẹp thì sẽ mang lên Sài Gòn bán, loại nào mà hơi xấu chút, nhỏ chút thì để lại đây bán thôi ha. Thì cái loại nào mà chín cây nữa thì mình lại phân tách ra để mình bán cái khác. Thì đây là cô Hoa sẽ lựa cho mình. Cô ơi, cho anh hỏi là cái xoài nào để mình đạt chuẩn để mình bán giá cao nhất? Xoài này nè, xoài đẹp này nè. Dạ. Là nó không có vết không gì luôn. Dạ. Là cái giống như cái vỏ cái vết này cũng không đến đổi xà đó. Dạ. Cũng không ăn là nó hư. Dạ. Cũng như nó không hư rồi. Dạ. Thì trọng lượng của một quả mà loại một như vậy là nó từ bao nhiêu gram tới bao nhiêu gram không? Thường mỗi lần ở đây thì 450, bây giờ nó nửa ký. 450 lên là lấy hàng lớn. Dạ. Là từ 450 trở lên tính vào hàng loại 1 hơn. Còn cái loại mà nó nhỏ hơn chút á thì rớt ở 2. Dạ, nhưng mà chất lượng nó có đảm bảo cũng ấy vậy luôn, nhưng mà tại nó hơi nhỏ trái thôi. Dạ. Nhưng mà nếu mà nhỏ quá mình hái mình có sợ nó lẫn vào cái quả chưa đạt chưa già lắm không? Trái trái nó nhỏ, trái già mới hái. Dạ, chứ không phải trái nhỏ mà lại không già. Dạ. Già trái nào cũng già hết. Ví dụ như có những cái loại mà nó chín khi mà mình để nó chín mà ra nó nhanh nheo lại là nó làm sao cô? Cái già chín nó nhăn nhưng mà trái xài nó chưa già, chưa đủ độ già. Dạ. Nên nó còn ớm mà nó nhăn cái đít. Dạ, là có nghĩa là chưa đủ độ chưa già. Chưa đủ già. Chín đầu nó nhăn cái đít. Dạ. Những cái quả trái này cái trái này là nó trái mình hơi bắt đầu bắt trái mình. Đó là kia ở đây giờ kia trái mình. Dạ. Nghĩa là bắt đầu chín là trái mình đó, bắt trái mình. Cái này là mình phải để riêng. Rồi để riêng ra bán ở đây cũng nhìn bán gần đây mình đi xa cũng được. Dạ. Cũng như xa sợ nó dặn thôi. Đúng rồi. Dạ. Như bán ở gần ở sớm ở như ở trong tỉnh mình ăn đi vòng vòng ở đây. Còn anh sẽ sống thì mới đi xa được. Dạ. Mà xài sống thì ăn vậy thì cái xoài như thế nào là mình loại ra mình để lại ha cô? Như mấy trái xoài như vậy nè, nó xấu như nè, mình để lại hơi xấu để lại bán loại gì rửa ra nè, xài xấu mà. Nó chất lượng nó cũng như chậm vậy y vậy luôn mà tiền thấy xấu quá thôi chứ không có là đến đâu là xấu không hờ, nó không có hư bên trong gì hết. Dạ. Nó cũng cái da mình thấy nó hơi xấu thôi. Dạ. thì khi mà cô lọc ra như vậy thì cô phân loại có nhiều loại không? Ba loại. À. Là loại đẹp. Như là đẹp, loại kế rồi nhì, như rớt rồi hằng gì nè. Ừ. Rồi cái nhỏ nó bán rồi rộng nữa, như trái nhỏ. Dạ. Rồi nhỏ. Thì cái trên cây nữa, ở trên cây con thấy là mình mới vừa hái xong. Đi xài này nó không có gớt ở nhỏ. Thạc mua trái này nó cái xài nhỏ nữa. Còn xài bờ như thai á mới có xài hàng nhỏ nhiều như mấy cái trên lá hàng nhỏ nó xài đảo. Dạ. Nhưng mà cái mắt em bốn trăm mấy cái đồng. Nhưng hôm đó họ bán xô cho đi Nhật á 400 gram trở lên. Con thấy những cái xoài 400 gram cho nên mà nó vô cái trên vậy là con tắm ra đó là cái gì dạ dạ mà đẹp chị nghe chứ không có hẳn dạ cô thấy cho nên cái xoài mà nó chín như vậy thì giống như cái trái này là mình đã được theo mình ăn muốn ăn chua thì ăn như vậy dạ. Còn muốn ăn ngọt đó thì để chín một chút nữa dạ giống như là nguyên cả cái quả này nó như thế này là mình ăn được rồi dạ. Đó mình về mình ăn có hậu chua dạ. Và mình ăn nó ngon dạ. Ai ăn khách ăn chua thì nó ngon dạ. Còn ta ăn thích ăn ngọt á thì để mùi chút nữa để thêm ngày nữa mới ăn nó ngon mới đều hơn dạ. Nó không có hậu chua nó có ngọt hết dạ. Nó ngọt đều còn như ai thích ăn gì đó mình nữa thì ăn có hậu chua nha nó còn hậu chua vậy thì là những cái nó có bột thì là ăn nó còn có bột không ai thích ăn chỉ lấy mấy cái này luôn không đây là cũng là quả cho mình nè tính cho mình nè như ngày mơ ngày mốt hay ngày mai.
mình đem lễ ăn á, mùi nó mới ngon, hai ba bữa, ba bữa nó cũng ăn. Dạ. Cái xoài này nó thơm, tôi thấy cái mùi nó rất là thơm luôn, nó công nhận nó thơm, dạ, nó thơm luôn, luôn. Thử mà thử hoài luôn á, gỡ ra cái mắt thử lên, gỡ ra mắt thử lên. Tại con thấy cái quả này nó chín kỹ nè, nó chín kỹ mà nó nứt luôn nè. Dạ, nó hư, cái này dạ. Nó hư sẵn. Dạ, ý là kiểu dạng giống như mấy cái trái mà nó già quá, nó tét mình luôn. Không phải, cái như dạng này nó cái con gì nó đục, nó xì cái nứt. Dạ, nó chín từ từ. Mấy cái này chắc là loại ra đâu phải. Để mà giặt cũng như hàng giặt để nhà hơi khô rồi, nhiều khi hơi khô rồi. Cho gà rồi, cho cá rồi ăn thì nghe ngán. Cho gà, cho cá rồi ăn là nhiều nhất. Nứt thì nứt. Nứt là người ta cũng bán vẫn được. Nhưng nguyên hiện nhưng mà nứt là chắc vô à. Ngon lành luôn. Y nguyên luôn. Đó, đây là bán thì là ngán cái đó. Ta vừa ngày ngán gì ngán. Thế là năm nào gà ăn nhiều với là có cá. Mấy xài này là bỏ. Dạ, là đập bỏ hết luôn. Dạ. Thôi thì bỏ. Dạ. Đó, thì nói chung là xoài đây con thấy là ví dụ như toàn bộ là nó đều ngon. Nó già, mấy hái xong. Nó già già. Dạ, không thấy bao giờ thấy xài ớt. Dạ. Nó đốn đốn như thế này thôi con. Xài nó chỗ mà ngon già. Dạ. 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 Chạy bán cái bà phải bà bắt kỳ cái giờ phải tách chặt nó và nó treo vậy nè, nó như tết rồi cái treo nó bự sạch to á, phải nó xài bán xài gì á, ở bên này nó rốt quá ai nó biết cái nó xài tự là nó to miệng neo ra cái neo biết anh chờ nha ra cái này khác cái trăm gram đúng rồi, mấy cái trái nữa phải 700 gram nữa. Mà con nhìn cái trái nó cũng nhỏ này mà nó đều mà đúng như xài đó, thấy không? 404 đó mà cái hàng có bay lớn vậy đó, bỏ lên trên đó, căng thử, dạ thử, cái này nó ra 400 gram, đó là bé đang hái xài, dạ hơn, thì vừa rồi là cô Hoa vừa mới chia sẻ cho mình cái cách để mình chọn lựa xoài như thế nào, cái loại nào thì đạt chuẩn đưa vào loại 1, cái loại nào thì là đưa vào loại 2, và cái loại nào thì mình phải giặt bỏ cho gà, cho cá ăn. Thì đó là cái cách để mình lựa xoài, và cái phân biệt xoài nó cũng mỗi cái loại nó đều có cái giá khác nhau. Đó, sẽ xấu dạ. Nhỏ nhỏ đó. Đó, thì có ba loại như vậy á, thì mỗi loại nó đều có một cái giá khác nhau, nên là hy vọng mà đây là cái chia sẻ của cô Hoa rất là thú vị cho mọi người biết tới được cái xoài sau khi mình đây, những loại xoài này cô đã lựa ra rồi quý vị, xoài này rất là đẹp nhé. Xoài này ăn ngon lắm này, giòn vừa ăn. Tuyệt vời luôn, xoài. Coi. Hồi lửa cho mấy ống 2 kg xịt chín nó qua. Lấy mấy chục ký hương rồi. Hồi đem chỉnh mấy chục ký cho biết đó hai. 30, 50 điểm được. Có xoài ngon lấy, còn có thôi đừng ép. Y Phương,
Cái đó đâu phải quy trình đâu. Không, mà cái là để cô lọc xoài ra, còn cái những cái quả xoài nào mình đem về là phải chất lượng đó. Đó, những cái quả như vậy. Đúng rồi, cắt vô thùng giấy. Chị quay thêm đi cái nữa đi. Chị ngồi đó luôn nè, chị quay thêm. Vậy lấy cái rổ bên kia quay luôn đi. Không, nó nằm sẵn như vậy.